Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, tâm lý thoải mái nên là ưu tiên số 1 của trader và tâm lý đó nên được duy trì trong suốt quá trình giao dịch. Nhưng nói thì dễ, làm lại rất khó. Các trader chuyên nghiệp sẵn sàng đứng ngoài thị trường nếu tâm lý của họ lúc đó không thoải mái hoặc thậm chí là căng thẳng. Dù cho thiết lập giao dịch trước mắt họ có đẹp đến thế nào đi nữa. Thực tế để có được tâm lý thoải mái cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Giữ được nguyên tắc và giao dịch kỷ luật thôi cũng đủ giúp trader giảm thiểu được nhiều tâm lý phát sinh rồi. Ngoài ra, trader có thể áp dụng 10 mẹo sau đây có thể cảm thấy được sự thoải mái và nhẹ nhàng hơn trong việc giao dịch. 1. Hãy hành động, đừng dự đoán. Dự đoán là việc khiến trader dễ nảy sinh kỳ vọng và thất vọng. Đây cũng là yếu tố khiến phát sinh tâm lý. Hơn nữa, trader không nên dự đoán thị trường vì việc làm đó là điều không cần thiết. Tốt nhất hãy dựa trên phân tích và hành động giá để giao dịch. 2. Cần có một lịch trình làm việc rõ ràng. Đây là điều vô cùng cần thiết vì lịch trình làm việc rõ ràng giúp trader chủ động trong giao dịch, nắm được một ngày, một tuần bản thân sẽ cần phải làm những việc gì. Dần dần việc này giúp trader hình thành một thói quen, đó là làm việc có kế hoạch. Điều này không những hạn chế được tâm lý mà còn giúp trader biết cách xử lý khi gặp tâm lý giao dịch. 3. Sử dụng stop loss. Các phần thua lỗ đều khiến trader khó chịu, bực tức vì tiếc tiền. Những cảm xúc này mới là một phần dẫn đến việc trader thua lỗ nhiều hơn. Vậy nên sử dụng stop loss là việc rất cần thiết. Không những hạn chế được thua lỗ mà còn rèn cho trader biết chấp nhận thua lỗ và dừng đúng lúc. Khi thua lỗ được hạn chế thì tâm lý sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều. 4. Nguyên tắc rõ ràng. Nguyên tắc rõ ràng giúp trader dễ dàng thực hiện kế hoạch giao dịch, không cảm thấy bí bách, từ đó cũng sẽ giúp cho tâm lý thoải mái hơn. Thực sự mà nói, nguyên tắc giao dịch mà rối rắm thì càng khiến tâm lý bất ổn hơn. Số 5. Đừng tập trung vào biểu đồ khung thời gian thấp, bởi vì biểu đồ khung thời gian thấp sẽ cho nhiều tín hiệu nhiễu. Một trader với tâm lý chưa vững gặp nhiều tín hiệu nhiễu sẽ khiến niềm tin bị lung lay, dễ dàng rơi vào bẫy tâm lý. Vậy nên tốt nhất hãy tập trung giao dịch ở những khung thời gian thuộc trung hạn trở lên, như vậy sẽ tốt hơn. 6. Là ngồi thiền. Đây là một phương pháp ổn định tâm lý rất tốt. Ngồi thiền có thể giúp trader nhận biết được cảm xúc của bản thân, từ đó học cách điều tiết nó. Trong trading, nếu bạn nhận biết được cảm xúc của bản thân đã là một việc rất tốt rồi. Thứ 7 là tư duy dài hạn. Không phiền lòng vì một vài giao dịch thua lỗ, không nản lòng vì một vài thất bại, không mất lòng tin khi phương pháp trở nên không hiệu quả nhất thời. Vì tất cả những điều này sẽ không là gì nếu bạn duy trì mọi thứ đúng cách trong dài hạn. Khi bạn suy nghĩ dài hơn, bạn sẽ thấy tâm lý thoải mái hơn rất nhiều. Số 8 là đừng quan tâm đến ý kiến của người khác. Trading là nghề, một người, một ngựa. Tốt nhất bạn nên tự mình tìm hiểu, tự mình rèn luyện, tự mình chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân. Kỳ vọng thực tế là điều số 9. Đây là yếu tố rất quan trọng vì hầu như thua lỗ trader đều ít nhiều bị có kỳ vọng không thực tế. Kỳ vọng cần phải dựa trên phương pháp và thị trường mà trader tham gia giao dịch. Từ đó tâm lý sẽ thoải mái hơn khi trader bớt hy vọng về một giao dịch có lợi nhuận không thực tế. Số 10 là backtest lại chiến lược mà bạn tìm được. Đây cũng là một trong những việc làm cần thiết giúp trader làm việc có kịch bản và kế hoạch hơn. Tâm lý cũng ít bị bất ngờ hơn khi phương pháp bạn giao dịch không thực sự tốt như bạn kỳ vọng. Nếu bạn áp dụng đúng 10 mẹo này thì trong thời gian dài, chắc chắn tâm lý của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại!